Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha, Hà Huynh Vlog. Thì buổi tối ngày hôm nay là ngày 4 tháng 8, em cũng tiếp tục cập nhật một số thông tin để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là chị Ni cũng có chia sẻ một cái bài viết ngắn á, là nói về chị Hồng Loan và chị luật sư Tuyết Ngọc nha cô chú. Đó thì cũng gần đến cái ngày ra tòa rồi cô chú anh chị, thì chị Ni cũng muốn là sắp xếp cái công việc nhà cho nó ổn định rồi á, là chị Ni cũng tập trung vào cái chuyên môn là đỡ ra tòa, đỡ giáp mặt mẹ con của cô cháu gái này nha cô chú. Đó thì từ khi mà chị Ni chia sẻ cái bài viết nói như vậy cô chú anh chị, là cũng có những cái thành phần không tốt là ở bên phía cô cháu gái á cô chú, thì cũng lên đáp trả rất là gắt luôn. Đó thì hiện tại bây giờ cô chú anh chị thì cái con heo tai xanh á là nó ở bên quận tư á cô chú. Đó thì cái con đó thì phải nói rằng á, nó là một cái con là phản phúc cô chú, phản chủ. Hồi trước á là nó đến bên phía chị Hồng Loan, nó bênh vực chị Hồng Loan cô chú. Nhưng mà thực tế hiện tại bây giờ là nó chính thức nó đã là quay xe, thì nó đến bên phía mẹ con của cô cháu gái này, thì nó chửi chị Hồng Loan là tan nát luôn cô chú. Thì buổi chiều ngày hôm nay á là cũng có một cô khán giả là cũng ở gần nhà của cái con heo tai xanh này luôn. Đó thì cháu của cô khán giả này á là bạn thân của cái con heo tai xanh này nha cô chú. Đó thì vừa rồi là cô khán giả cũng rất là bức xúc luôn, cho nên là cũng điện thoại cho em, cũng nói lên tiếng nói luôn á cô chú, là nói rằng á cái con heo tai xanh ấy á là nó dốc nó láo cô chú anh chị. Nó nói rằng á là sắp tới đây á là nó sẽ là mở cái bầu show để nó mời con que đi hát cô chú. Nhưng mà thiệt sự mà nói cô chú anh chị thì cái con heo tai xanh này mà cô khán giả cũng nói rồi, ở sát bên nhà cô khán giả luôn, nó đâu có tiền đâu cô chú. Đó hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết á, là nó lên trên mạng online nó lấy những cái mỹ phẩm của cái bà Lê Lê cô chú anh chị, đó nó về nó bán. Mà nghĩ sao nó kêu rằng á, là nó sẽ tổ chức một cái live show cho cái con que này đỡ hát. Thì vừa rồi là cô khán giả cũng ở quận tư, cũng ở sát bên nhà nó luôn cô chú anh chị, với lại là cháu của cô khán giả này là bạn thân của cái con heo tai xanh này luôn. Thì thấy con heo tai xanh này nó dốc láo quá. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết á, là cái đợt vừa rồi á là cái con heo tai xanh này nó cũng giác cái mặt chó nó đến nhà chú Bảy cô chú anh chị. Đó thì nó cũng xin lỗi chú Bảy, rồi nó cũng lì xì một số tiền để cho là chú Bảy mua thuốc uống cô chú anh chị. Đó, nhưng mà thực tế mà nói cô chú là nó chẳng qua là nó lợi dụng thôi. Còn thiệt sự là nó lên tiếng nó nói rằng là nó là bầu show đồ này kia, sắp tới đây nó sẽ là tổ chức một cái live show, là thiệt sự là không có nha cô chú. Đó rồi cô khán giả cũng lên tiếng nói luôn cô chú vậy, nói rằng á là chị Hồng Loan với lại là chị Bùm Bùm ăn ở có phúc có đức thì mặc sức mà ăn cô chú gì, chứ đâu phải là như bên phía cô cháu gái này hiện tại bây giờ là cứ lên trên mạng truyền thông rồi giãy giụa nói rằng á là gia đình của cố nghệ sĩ mà hiện tại bây giờ là được cộng đồng mạng đối đãi đồ này kia đồ cô chú anh chị, gạt bỏ đồ. Ủa ai đâu mà gạt bỏ cô chú. Đó thì như cô chú anh chị cũng được biết là chị Bùm Bùm thì cũng cháu ruột của cố nghệ sĩ mà. Đó chị Bùm Bùm cũng mở ra cái quán hủ tiếu hiện tại bây giờ cô chú, thì cũng được tất cả mọi người ở trên cộng đồng mạng là cũng yêu thương rất là nhiều luôn. Đến nỗi mà cũng đến cái quán hủ tiếu bò viên của vợ chồng chị Bùm Bùm nằm trong hẻm, trong hẻm luôn, cũng đến ăn. Mà tại sao không đến ăn ủng hộ cho cái cô cháu gái này cô chú vậy? Tại vì là cô cháu gái này nó sống rất là gian xảo, cho nên là mọi người ghét dơ cô chú chị. Mà cái con heo tai xanh này à, nó lên tiếng nó binh vực cô chú, đó không biết là binh vực cái gì luôn. Thì vừa rồi là cô khán giả cũng ở quận tư, cũng ở gần nhà luôn, cũng lên tiếng là vạch trần luôn cô chú chị. Thì cô khán giả cũng nói rằng á
là Hà Huynh nên ghi âm lại đỡ truyền tải cái tiếng nói của cô lên, đỡ cô nói cô bạch trần luôn, cô không ra ra mặt nhưng mà cái tiếng nói của cô là cô lên tiếng, cô nói là cái con heo tai xanh ở sát nhà cô á, nó sẽ biết là cái tiếng nói là cô luôn. Nhưng mà em ghi âm cô chú thì tại vì sao? Tại vì á là em muốn á, là gần nhà nó xích mích nhau, tại vì cái con heo tai xanh á hiện tại bây giờ cô chú chị là nó đứng bên phía cô cháu gái này, nó cũng rất là gian xảo luôn, mà nó thuộc về cái dạng mà đi lấy hàng mỹ phẩm của bên Lê Lê mà cô chú, nó lên nó bán lại mà nó kiếm lời mà. Thì phải nói rằng cô chú anh chị là cái con heo tai xanh đó thì hiện tại bây giờ là nó đang ở bên phía mẹ con của cô cháu gái này. Thì một ngày là nó cũng xuyên suốt nó cùng với cái ông đạo diễn hết thời á cô chú, là nó lên những cái video này rồi những cái livestream là nó chửi chị ông Long là bất chấp luôn cô chú anh chị, với lại là chị Ni đó, nó kêu rằng là chị Ni là một người ăn trộm kết sắt đồ này kia, một người là bị truy nã, mà em không biết truy nã đâu cô chú. Nếu mà chị Ni á mà bị truy nã thì tại sao mà chị Ni đi nước này nước kia được cô chú vậy, rồi đi máy bay rồi livestream được cắt kêu luôn, mà tại sao cái con heo tai xanh này á hiện tại bây giờ là nó đứng bên phía cô cháu gái này là bắt đầu nó binh vực bất chấp luôn đó. Nếu mà mình tính ra cái câu chuyện nha cô chú, đó hiện tại bây giờ là chị Loan và chị Ni có thể là gửi những cái đơn kiện để gửi cho những cái thành phần xấu xa này nha cô chú, tại vì nó xúc phạm đến chị Ni và chị Lòng Loan rất là nhiều luôn cô chú, vậy nó chửi quả luôn đó, đến nỗi mà như cô chú anh chị cũng được biết hiện tại bây giờ là cái ông đạo diễn hết thời này cũng vậy cô chú, ông lên ông nhục mạ chị Hồng Loan và chị Ni rất là nhiều luôn, ông kêu rằng là Hồng Loan là một đứa con nuôi bất hợp pháp, rồi một đứa con không có giấy tờ đồ này kia hết cô chú anh chị. Nếu mà chị Hồng Loan không có giấy tờ đầy đủ là tại sao lại ở cái căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đến cái lúc này được cô chú, là cũng hơn một năm rồi đúng không đó, mà tại sao những cái thành phần xấu xa này nó cứ nó lên nó bôi nhọ chị ông Long hoài cô chú vậy, em cũng rất là bức xúc luôn đó. Thì phải nói rằng đó cô chú, mấy anh em của tụi em á thì ngày nào cũng ở trước nhà chị ông Long đã quay đó, đó mà nó chửi đó, nó chửi chị ông Long xong là chửi tụi em luôn cô chú vậy, nó nói rằng á là những cái thằng mà hỗn trước nhà ông Long rồi đu bám vào cái con vũ ơn. Ủa bây giờ đu bám gì cô chú anh chị, mình sống sao từ trước đến giờ sao giờ mình sống vậy chứ cô chú, chẳng lẽ nói dùng lòng vô ơn rồi bắt đầu quay xe như những cái thành phần kia, chứ mà ai biết là ai là vô ơn cô chú anh chị, mình cứ sống đúng cái phẩm chất của mình thôi cô chú. Hồi đầu tiên mình đến với cố người dạy sao với chị Hồng Loan sao, bây giờ là mình sống như vậy cô chú chị, chứ đâu phải là như những cái thành phần kia. Rồi nó thấy chị Hồng Loan bây giờ buôn bán được mọi người yêu thương, bắt đầu nó quay ra nó ganh nó ghét rồi nó chửi chị Hồng Loan, nó nói là vô ơn rồi này kia, mà em đâu có thấy chị Hồng Loan vô ơn ở đâu cô chú chị. Em thấy chị Hồng Loan cũng tiếp xúc với mấy anh em tụi em á là cũng cười tươi cũng vui vẻ đồ này kia thôi hết cô chú, đâu phải như những cái thành phần đó mà cứ nó lên nó nói xấu đâu cô chú anh chị đó. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn hết cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái video của em. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ em chào cô chú nha.